Thú vị thật. Một lại lớn hơn bốn. Điều này trái với các quy tắc toán học. Tôi nghĩ là đúng, mẹ tớ bảo rằng Downy mới đậm đặc. Đó là lý do vì sao với một lượng Downy chỉ bằng 1/4 lượng nước làm mềm vải khác lại tạo ra sự thơm mát hơn nhiều. Em nói đúng đấy, điều đó thật kỳ diệu. Bây giờ thì em đã hiểu. Downy mới đậm đặc tạo thêm sự mềm mại và thơm mát.